Hello, xin chào tất cả mọi người, đã quay lại kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã đây. Mình là Danh nha mọi người. Mình là Dễ nha mọi người. Mình là Sang nha mọi người, chân tinh rồi. Hôm nay là một cái ngày vui nhất với anh em mình. Oh yeah. Thì kênh Thanh Nhã Vlog mọi người cũng mở được là ngày hôm qua rồi. Mình cũng đã đăng video ngày hôm qua rồi mọi người. Tại vì hôm qua Sang nó cũng cho người nó nói vlog, nó nói kênh vlog rồi mình lấy đó mình đăng luôn. Sẵn tự nhiên cái trùng khớp là cái kênh vlog được mở luôn mọi người, xong rồi mình đăng lên kênh đó luôn. Thì bây giờ bữa nay mình sẽ làm cái tiệc, gọi là không phải cái tiệc mà là làm món ăn ăn mừng kênh Thanh Nhã Vlog được mở lại lần hai. Mình làm cái này nè mọi người, ăn xong rồi mong là kênh vlog không có gì nữa nha mọi người, lần nào nữa là xong luôn. Hey, ăn gì phải thơm thơm, ăn này xíu thì nói chung là hồi ăn đi mình sẽ nói thêm nhiều chuyện nữa. Còn bây giờ mình sẽ làm món là sò la cốt và tôm sốt Thái, tôm hùm Alaska. Biết sao mọi người, tôm này nè tụi nó có hạn được ăn không được. Danh mọi người với lại Toàn bị dị ứng ăn ít đó mọi người, ăn được không có mua nhiều. Không có mua nhiều. Với lại bữa nay làm ăn tôm sống nữa cho nên là cũng mua hơi ít thôi. Rồi sò này mình mua nhiều rồi. Mua gần 2 kg á. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu giờ làm sao ta? Giờ mình ấy tôm đi ha. Ok, thì Toàn đang sắc sắc gì Toàn? Ơi tao chưa chào luôn á. Nãy giờ mày không ra. Ai biết. Làm sùm gì đó kêu ngồi rồi chào lại. Rồi mày chào đi. Nè 1 2 3. Chị. Chào. Hai cái lô tất mọi người. Kỳ lắm, không bỏ lên sạm lắm. Ok thì Toàn đang hành. Làm hành hành phi nha mọi người. Hành này hồi phi lên rồi làm tôm sốt Thái. Đó. Thôi, nay ăn tao không được. Mày ăn hút chưa mày? Nãy tao dặn rồi đó. Không ăn không được. Không mua, chưa mua hút rồi. Hành không phi à? Sợ. À chị mình mới nói là hành này không có phi nha mọi người, tại mình ngu quá. Hành này khổ. Cái gì luộc ba? Hành luộc ăn chứ gì khùng. Rồi ăn không chứ. Cái hành gì luộc? Hành chấm muối tiêu quất. Ai hành này mình lấy mình vét cái nách thôi. Thì kiểu là bỏ luôn, bỏ luôn. Không chuyện đấy. Từ nãy mình mua hành chi ta? Đúng rồi mọi người. Hồi nãy đáng lẽ ra là mình không nên mua hành nha mọi người. Tại vì khi mà mình lấy muỗng cà phê mình cao quá, ngô quá mọi người. Để ra mua hành rồi. Kể cà phê rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Anh á, bây giờ tới anh á. Không, tao bây giờ là tao ngày nào tao cũng lăn như vậy á. Thì khi tao có mồ hôi thôi. Anh không mùi heo quá. Đúng rồi. Nó làm anh dễ thúi dở. Đúng rồi đó. Nhớ quay cái clip này nha, quay cái clip kìa. Không có clip đang. Mồ hôi đổ quá kìa, đổ rồi. Thôi nó cũng quắc nè. Con heo dở tiền. Rồi đúng không luôn á. Tao không có đáy nha. Nãy giờ mình cho công thức làm mà nước chấm luôn rồi. Chạy lại nó coi chung tưởng thúi như ship vậy. Người đáy cho quần người hơi nước đáy. Để tao đang cầm gì không? Cầm đi cái đó không phải nước đáy. Tao đang cầm gì không? Cầm đi đâu không phải nước đáy chứ cái gì? Ba túi cha đó. Ba cái bột khai á. Ok giờ anh em mình sắp vào làm nha. Nước đáy không Danh? Nước đáy không khai đúng không? Tổng 10 hồ. Thì bây giờ Danh với lại Toàn đang đang lột tôm nha mọi người. Bữa nay anh em mình quay là trời tối luôn rồi. Tối quay mới vui. Gì? Tối quay mới vui. Tối quay mới vui hả? Tao thấy lần nào ăn ấm hợp cũng tối chứ. Cái gì tối là vui hả? Ghê vậy ba. Ngầu vậy. Đâu, Danh phan từ từ để em dơ máy lại cái. Thằng mày ngu quá. Quay qua đây nè Danh. Ủa cái chỉ nó nằm ở đâu à? Qua đây nè. Chỉ trên bụng á. Danh. Bụng hay là trên lưng? Bụng đây nè. Chỉ cái lưng đó. Hai cái luôn. Hai cái đều có. Rồi đi ăn đi. Hả? Nó lấy cái đường chỉ đó ra cho mọi người để mọi ăn nó rất là hôi. Không cái đó là cái gì ăn không được. Ăn ỉa. Thiệt ăn ỉa chứ đâu bị gì đâu. Đó nè. Ăn chỉ ỉa luôn. Cái đó mày lấy tay mày ấy nha. Thank you.
Ok, bây giờ mình sẽ bỏ tôm vô hao nha mọi người. Bữa nay mua tôm ít quá, nhìn nó không hấp dẫn cho lắm nha. Tại vì ăn ít mà. Còn múc nước sốt. Nước sốt này có cái gì với cái gì vậy? Này có ớt với nước đó. Có ớt, sả tế với đường. Sả tế với nước mắm. Ủa lấy mắm mè, ủa đá mè nó luôn đại. Gì lấy đá mè mà để vô mày. Đá mè nè. Ừ, đá mè nè. Đá mè làm sốt đó. Tào lao quá. Với mấy cọng lông đất á. Hối nói chuyện tào lao. Giờ này là hành nha. Này là hành tím nha mọi người. Này sổ vô. Ném chưa khử mùi vô mọi người. Nó thơm. Khử mùi mà cái miệng mình không có khử được. Nói cái gì hoài vậy thằng hô này. Hấp dẫn chưa? Rồi đây là ớ nha. Không. Tôm sốt Thái mọi người, kiểu như sốt Thái là người ta ăn cay dữ lắm cay nha. Hết luôn đi. Cái cục luôn đi. Cho nó vô luôn. Trộn lên đi. Trộn lên đi nè. Ồ nhìn đã không? Này là nặng chanh vô nha mọi người. Nặng hết luôn hả? Không à. Ok nặng phần nửa thôi nha mọi người. Lại hồi mình nặng mình ăn đó mà. Đây nặng phần nửa cái dĩa này thôi. Dục chanh vô luôn hả? Ừ, dẹp giỏi vô luôn. Cho nó ra mùi hay gì? Ừ. Không lấy cái thao này cái lịch sự thế nè. Thao này thấy gì sạch lắm á. Nhôm mà. Hình như thao này gì giặt đồ nè phải không? Như tàu lao rồi đó. Cười. Rồi được rồi. Trộn lên. Đó. Ồ, nhìn nó hấp dẫn kìa. Cà. Mỗi ngày mình y như mình nấu cái chua à. Dạ anh em mình bỏ cà na vô mọi người. Đúng không? Y như canh chua vậy. Cà này là cà bi. Cà bi loại bự. Rồi bắt mình lắc đều lên. Lắc đi, dành lắc đi. Lắc nó văng lum vô nội. Không được, không được, không được. Không được, bỏ đi, bỏ đi. Không được, không được, bỏ đi. Anh em bỏ rồi. Bỏ đi. Đông quá. Đó được rồi, ăn được rồi. Đó. Chua gì cho ăn trời. Đúng gấp chứ thằng nè. Mà ăn hút uống gì tao. Nói nó banh về đó bụng. Ờ quên, nó banh không được. Rồi. Ê, bắt đầu thấy nó tái này nè. Tái không? Đâu đâu. Đây để em lấy nét nha. Đâu tái không? Ăn tôm mọi người cái màu nó bị tái không? Rồi. Ngồi mà đem ra không dám ăn cái tao đấm mày đó. Tôm này là sống hoàn toàn nha. Trăm ruộng mọi người. Rồi rồi. Đây. Để đây tầm 5 phút. Để mời ăn 15 phút đi. Để mời đem cái phơi nắng làm mắm. Mắm tôm. Ok. Thì đây là cái làm gì vậy? Vỗ tay. Mừng nội. Mình hiểu không? Lâu lắm mới được ăn. Với lại lâu lắm mới được đăng lại kênh vlog, mọi người cũng vui trong lòng lắm. Là này là sò la cốt. Nay có ba mình ra ăn nữa mọi người. Ghế dạ. Ghế nó không bắt ngồi. Thấy ngồi được ăn sao? Ngồi bẹp gì ăn nó mới thấy mặt mà. Đây sò la cốt nha mọi người, còn bên đây là tôm sốt Thái. Tôm sốt Thái nha mọi người. Bác ngồi trên ghế đi. Thấy mặt vào không Phúc? Thì đây là những cái món mà hôm nay anh em mình chuẩn bị để ăn mừng kênh Thanh Nhã Vlog được mở, được đăng video lại cho mọi người. Thì hôm nay có ba mình ăn nữa. Thì giờ mời tất cả mọi người với lại mời ba ăn đi ba. Ăn chấm đi. Bây giờ tôm này mình chấm nước chấm hải sản nha mọi người. Hoặc là ba muốn ăn nước tươi chanh cũng được. Gì được. Ba ăn trên miếng miếng thò ba vô. Vô lấy đồ đũa cho ba tìm cái. Vô lấy đồ đũa. Không cái này cái nặng chanh em anh nha. Có nặng rồi trộn rồi. Còn mày muốn chua nữa thì nặng nữa. Ăn hồi đi Phan, ăn coi cái cảm giác nó làm sao coi ta. Chua cái gì vậy? Chỉ miếng như vậy. Bắn à. Phúc đang quay nha mọi người để mình ăn cho nó bắt nét được cái đi rồi. Mấy chén không? Này ba cầm cái này nè. Mua tiêu ới nha. Mua tiêu ới. Rồi. Hành đi nó nghe. Ba cầm vậy nè, cái ba gấp cái nó trắng rồi ba. Ba cầm luôn á.
rồi bà gấp á, rồi bà chấm một mời mọi người ăn luôn. Rồi mời mọi người nha, chấm vô, chấm thử ăn đi rồi có chừng vỏ chừng cái vỏ như đưa như vậy chấm rất sao bố chấm sống á không được ngon giòn ngon mọi người. Giờ ăn thử cho là la cốt đi cho đồ bố sò đi sò la cốt nè, sò la cốt bóc tay lại bên ha. Đây con dưới đây nè, lấy cái công lạnh rồi còn tắt đi đi à, mình cũng sống này khó tắt quá đúng rồi. Tôi chảy nước á, tôi chảy nước được rồi, chảy nước nãy giờ kinh nhanh ơi, chấm như này nè, chảy nước niên á, chấm như hấp tiêu á, cố dằn tà le mê. Rồi, mời mọi người ăn thử sủi nha. Lắc xê hả? Lắc xê hả? Lắc cốt lắc xê. Lắc cốt. Giòn. Ngon. Nó giòn nó còn cái vị ngọt đó mọi người. Mình chưa ăn rồi mình chảy nước miếng quá trời. Ok, giờ mời tất cả mọi người ăn với anh em mình nha. Ok mọi người. Mời kiểu này bị quýnh lắm. Chắc luôn. Ok. Anh em mình ăn bóc đi mọi người ơi. Cho nhìn cho nó hấp dẫn nha. Rồi à. Mời mọi người nha. Nét được lắm. Này Danh, chấm ra. Chấm. Để vô, 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 cái vô, nè, vô nè, vô nè. Vô nè, vô nè. Vô. Nước mình vô nè. Nè, 1, 2, 3, vô. 2, 3, 4. Mời mọi người nha. Ok, mời tất cả mọi người nha. Chanh nặng với anh em ơi. Nó đảo quá mấy hồng lô ơi. Nó giòn, nó thơm. Nó giòn mọi người. Thơm. Nó có gia vị của sốt Thái á. Có hành phi nè, ớ hành tím mà mọi người. Ê, mà mọi người khúc nãy khúc sau mình có đổ thêm tỏi. Tỏi phi hả? Tỏi phi. Tỏi phi với lại những cái gia vị vô. Năng thơm nó không có bị tanh gì luôn mọi người. Ngọt dễ lắm. Nói chung là nó ngọt nữa. Nặng chanh nhưng là chua chua nè, ngọt ngọt cay. Món ăn rất là tuyệt vời luôn mọi người. Ngay dữ rồi. Ngay dữ leo. Giờ ok mình... giờ mình ăn thử con sò lá cốt đi. Giờ mình thử con dễ mất lạnh nè. Ba ăn tôm coi. Cái này rất là khó tách luôn mọi người. Dễ mà. Kiểu như nó còn sống á, nó khó tách lắm. Mọi người ăn sò nha. Nè. Nó bốc khói là không phải là nóng nha mọi người, bốc khói nước đá. Chắc mọi người không thấy khói không? Thấy khói không? Không. Ở đây thì thấy khói, ở đây ngược ánh đèn là thấy khói. Ok. Mời mọi người nha. Con nào cũng miếu không? Mày uống thuốc cặn tử chưa? Vậy rồi, thầy cũng rồi. Cũng rồi. Cũng hút trước rồi. Một ăn gì đó. Dành dư tòa bị dướng mọi người. Chúa mời mình ăn cua đồng đi. Thôi, cua đồng coi như là chôn hai này luôn. Món này chôn chôn với ăn ăn à. Mặn lỗ. Mọi người ăn thêm miếng nha. Lâu lắm rồi ba mình cũng chưa lên bếp mọi người. Không biết có cô nào nhớ ba Nhã không. đi. Giờ đây là phút nè. Tuy bằng máy cho mọi người nè. Đó. Trời rồi đó. Mời mọi người nha. Nhai mạnh dạn lên đừng sợ. Nó y như con tôm chín vậy đúng không? Nó đâu có nghe mùi gì đâu. Chín rồi. Tại ba mình bị nhức mỏi, mình mẩy mọi người. Bị... ba bị gì luôn ba? Mình bị gai cột sống mọi người. Mình ít ăn hải sản, nhất là tôm, cua, ghẹ, đồ, ốc rồi đó. Mình ít ăn, nó rất dâu nhiều mọi người. Ăn vô nó bị nhức dữ lắm. Đúng rồi, cho nên là ba mình ăn ít lắm. Cái này ba ăn chơi thôi, ăn thử cho biết thôi. Con chơi thôi, chấm ăn chẳng nhiều. Đó, rồi mọi người nha. Mình đang tiến ghệ cho ba mình nha mọi người. Nồng nữa. À, con ta. Không, tôi nhận cái món tôm rất là ngon.
quá ngon luôn rồi. Ba vô ăn cơm đi ba. Ê, tớ, sao tới hành không vậy? Chào mọi người. Để ba mình nhỏ ra thì mình đi vô trong ăn cơm. Ba mình đang ăn cơm, chẳng có mình kêu ra. Mày móc gì vậy? Này biết tới con đồ ăn không rồi. Ok thì cái vấn đề kênh Thanh Nhã Vlog này nè mọi người bị khóa, là nói chung là YouTube họ không bắt sai đâu, có lỗi thì họ mới khóa, thì do anh em mình nói chung là làm hơi lố cho nên là YouTube mới khóa thôi. Chắc sắp tới mọi người anh em mình sẽ để coi nếu được thì sinh tồn càng nhanh càng tốt, sinh tồn là anh em mình sẽ làm việc cái chủ đề qua về chủ đề sinh tồn nè, về chủ đề ăn thử thách ăn cái món này món kia mọi người, kiểu như là giờ này đang mùa mưa, nếu như mà mấy này nó chơi luôn á, nếu như mà chơi được á thì anh em mình sẽ quay sinh tồn trong mùa mưa cho mọi người xem luôn, còn không thì cũng nói chung là dịch bệnh đang hoành hành mọi người cho nên là vô gừng vô gú sống cho nó khỏe, chứ mình đi ra thành thị thì nó cũng hơi sợ xíu. Mày có thử thách ăn gì không? Ăn gì? Ăn tôm hầm Alaska. Ê, rồi cái thử thách đó được nha, không mấy mày thử thách tao ăn đi. Ê, mày ăn có một ý như thế này nè. Sao? Bây giờ cái muốn đảm bảo cái kênh vlog an toàn không? Sao? Thì mình nói mọi người luôn, mình chơi một cái chiêu đi. Làm gì? Kênh vlog mình còn cái hẻ nữa là mình bị bắt kênh đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình chuyển hướng đi, mình làm ẩm thực rồi sinh tồn bên kênh vlog, còn kênh TV mình để cho. Ok, ý danh rất là hay luôn mọi người. Ý danh rất là hay luôn. Ý danh nói là kiểu như kênh vlog thì bây giờ anh em mình lúc đó tới giờ đăng clip cho đúng không? Thì cái clip cho nó, những cái clip cho nó nguy cơ bị đánh gãy rất là cao. Cho nên là anh em mình xin mọi người là sẽ đổi nha mọi người, kiểu như kênh TV anh em mình sẽ làm cho bên đó. Còn là kênh vlog anh em mình sẽ làm về chủ đề sinh tồn hay là chủ đề ẩm thực. Chủ đề này chủ đề kia mọi người. Nếu như mọi người đồng ý với ý kiến này của danh mọi người thì mọi người có thể comment nha. Ok thì cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, trong suốt thời gian qua dù anh em mình có bị cái gì hay là kênh này kênh kia hay là có bị bất cứ những cái lỗi lầm nào thì mọi người cũng bỏ qua cũng xem video của anh em mình á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người. Sao ăn không bị không nào nấu cho như bay. Thì cảm ơn mọi người nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha, mình rút nha mọi người. Sao vậy? Rồi. Không, mấy món sống này ăn nó ớn mình. Mấy món sống à. Vì sao mày ăn dẹm tay chanh được? Ok thì mời mọi người ăn tiếp nha mọi người. Ăn đi ăn hỏi cái mình có ý kiến mình nói tiếp được. Thì đó cho nè anh em mình phải dẫn làm cho nha mọi người, nhưng mà ai có ý tưởng nào cho hay hay á thì mọi người có thể comment bên dưới nha. Mình nói mọi người cứ comment đại đi không sao đâu. Comment đại đi không sao đâu, 1000 cái comment. Không thể nào mà tụi nó vô nó đọc hết được, nhưng mà tụi nó đọc đi chăng nữa tụi nó cũng không biết là cái ngày nào cái giờ nào tụi nó dính nữa mọi người, cho nên là mọi người cứ yên tâm cái chuyện đó. Nên mày dính làm sao cái vậy, nên mày dính làm sao xui rủi, chuyện xui rủi mà chuyện xui rủi mà ai đâu biết được đúng không, bị cho tới xấu lắm nữa. Mình giờ mình hết sợ rồi, bị cho nhiều quá sợ quen là bị lờn bị lờn. Thì nói chung mọi người là nãy giờ anh em mình cũng có nói một số ý, gọi là tại vì cái kênh này cũng nguy cơ dữ lắm rồi, cho nên là anh em mình mong mọi người là nếu mọi người có thấy ý nào hay á thì mọi người hãy comment bên dưới lại để cho anh em mình biết rồi anh em mình làm cho mọi người, chứ nếu như mà mình tiếp tục đăng những clip cho bên kênh này nữa thì nguy cơ anh em mình sẽ bị mắc kênh này rất là cao luôn. Thì mọi người thấy ý kiến danh hay hay là thấy cái ý nào nữa đó hay với mọi người thì mọi người có thể comment bên dưới để anh em mình đọc rồi anh em mình làm nha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc cái video ẩm thực này tại đây nha mọi người. Đây là cũng là nói chung là cái kênh cho kênh vlog này anh mình đăng clip cho nhưng mà lâu lâu mình mới đăng một cái clip ẩm thực này. Thì mong là mọi người ủng hộ nha. Còn nếu mọi người thấy video này hay thì bấm like đăng ký kênh nha mọi người. Còn ai mà thích nữa mọi người, yêu quý anh em mình nhiều hơn nữa thì có thể chia sẻ video này ra rộng rãi cho nhiều người xem để nhiều người có những cái ý kiến của mọi người để cho anh em mình thay đổi sửa đổi nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Gì ba? Nói ngủ ăn chanh. Thôi, ngoan không biết. Ok, chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.